Xin chào tất cả mọi người. Trong hôm nay thì Ngân sẽ làm một cái video về cách chọn trường mẫu giáo cho con như thế nào và hình thức ra sao. Thì bây giờ mọi người cùng tìm hiểu với Ngân nha. Và bây giờ Ngân và Ada sẽ đi đến trường và quay cho mọi người xem. Ngân dán vô. Và khi nào thì chúng ta sẽ chọn trường mẫu giáo cho con? Thì ở Mỹ thì cái tuổi mẫu giáo là từ dao động từ 3 đến 4 tuổi. Thì mọi người có thể lúc đó là con mình phải bỏ mới bắt đầu mình gửi đến trường mẫu giáo được. Thì ở Mỹ trường mẫu giáo là không miễn phí, chỉ có miễn phí cho những cái gia đình có thu nhập thấp thôi. Còn lại là gia đình mình phải tự chi trả lấy. Thì trước khi mà mình chọn trường cho con á, thì mình phải nghiên cứu trên mạng trước. Mọi người search cái Google Maps trước, là cái khu vực nào là khu vực của mình ở là có bao nhiêu cái trường mẫu giáo, gọi là preschool. Thì cái lúc đó là mọi người coi lại cái giá, coi cái trường đó cái giá đó bao nhiêu. Thì hiện giờ Ngân đang ở La Mesa, thì Ngân có so sánh có hai cái trường. Thì gần nhà Ngân là có thể đi bộ được hoặc là lái xe thì chỉ khoảng 5 phút. Và cái giá cả của nó khác nhau hoàn toàn. Một cái trường thì nó gần hơn cái trường mà Ngân chọn á, là cái giá nó mất hơn và phân nửa. Một tuần 3 buổi thì giá của nó khoảng 500 đô một, cho một tháng. Còn cái trường bên đây á, mình chọn cho Noah là Lake Murray. Này là trường nhà thờ, giá chỉ có 250 đô cho một tháng thôi. Một tháng thì học một ngày 3 buổi, từ 9h30 sáng cho đến 12 giờ trưa. Còn nếu như mà ngày nào mình muốn cho con ở lại ăn trưa với các bạn á, thì mọi người sẽ trả thêm 5 đô và mang cái thức ăn trưa theo cho cháu. Học trung học và phổ thông á, là trường học phải tốt. Còn cái trường mẫu giáo là mọi người không cần phải chọn trường tốt, chỉ cần phù hợp với giá tiền của mình. Tại vì mình phải trả tiền nên buộc lòng mình phải chọn lựa cho phù hợp với ngân sách của gia đình mình. Và khi mà lên tiểu học, trung học và phổ thông á, thì mình phải chọn những cái trường nó phải là tốt, từ 8 điểm, 7 điểm trở lên cho cái trường. Ở đây người ta tính là 10 điểm là cao nhất. Thì ít nhất cái trường mà cho các con mình học ở cộng đồng á, là phải từ 7 điểm trở lên. Còn mẫu giáo thì mình không có cần phải cái trường thật là tốt, chỉ cần nó đúng cái ngân sách của gia đình mình và đúng cái khả năng của mình thôi. Thì tại vì sao? Tại vì khi mà vô mẫu giáo là chủ yếu các con đi chơi. Và đây là những gì Noah học ở trường, chủ yếu là về thủ công, vẽ, cắt những con bướm, rồi cái cách mà sinh hoạt một cái nhóm đồng đội, và những cái gì chỉ cần chia sẻ, và những cái gì phải take turn, nghĩa là người này xong rồi tới người kia. Ở cái lớp của Noah thì Noah đang chơi ở ngoài sân, thì mình quay sơ cái trong lớp cho mọi người coi. Là 4 tháng Noah học ở đây là anh ấy thay đổi rất là nhiều. Noah của mình cực kỳ quậy, cực kỳ hiếu động. Sau này mình sẽ nói sau. Thì khi mà con tuổi 2, tuổi lên 3, tuổi lên 4 là các cháu thay đổi tính cách và muốn học hỏi mọi thứ. Thì nó là cái tuổi khủng hoảng lên 3, lên 4, cực kỳ đối với Noah là cực kỳ căng thẳng đối với mình. Nhưng mà sau khi mình gửi con đi học thì khoảng 4 tháng thì con đã điềm tĩnh hẳn lên. Và hiện giờ là Noah được 4 tuổi 2 tháng. Và cái tính cách cũng có phần thay đổi, nên mình cảm thấy rất là hài lòng với cái việc mà cho con đi học. Nhưng mà mình nghĩ là 4 tuổi cho con đi học là ok hơn là 3 tuổi. Tại 3 tuổi nó chưa nhận thức được, 4 tuổi nó đã nhận thức được chút đỉnh rồi. Đi học về thì Noah có thể nói với mommy là hôm nay Noah chơi với bạn này Noah thích bạn này, hôm nay Noah thích bạn kia, và năm Noah có bạn thân như thế này, thì Noah giải thích và mình hiểu được. Nếu mà con mình có bị bắt nạt trong lớp thì con mình cũng có thể nói, thì mình không có cần phải lo lắng quá. Nên cái tuổi mà đi học mà hoàn hảo nhất là 4 tuổi. Đây là cái phòng học của Noah. Thì mọi người thấy cái trường mẫu giáo chỉ có quan trọng là cái nơi để cho các con chơi và học hỏi thôi. Nên cái trường nào cũng là ok, chỉ cái trường khác biệt với cái trường kia là nó mới hơn, nó hiện đại hơn. Còn ở đây là mình học ngay nhà thờ. Đó, đây là cái khu mà Noah học. Ngoài ra là những cái hình ảnh của các cháu, những cái lớp như thế này, thấy được không? Đó là một cái trường nho nhỏ ở trong cái khu, trong cái khu nhà thờ. Kế bên nhà thờ thì cô giáo rất là nhiệt tình, mọi thứ rất là vui và perfect hết. Đối với mình là hoàn hảo, không có vấn đề gì hết, rất là dễ thương. Đó, đây là cái phòng thứ hai mà Noah học. Nó là có hai cái lớp, một cái lớp mới vô học preschool với một cái lớp là đã học rồi. Rất là nhỏ, chỉ có khoảng 8 em cho một lớp thôi. Nhưng mà tại vì đi học là chủ yếu là cho các con chơi, chứ không có học hành gì nhiều hết á. Chơi và vẽ và tìm hiểu và học cái cách để kỹ năng cuộc sống thôi. Đó là cái trường mẫu giáo. Nên mình chỉ cần con mình nó vào trường, nó học và nó chơi, và nó có biết cái nhìn cách bạn bè của anh bé, của các con chơi, và thay đổi cái tính cách để cho nó phù hợp hơn là ok. Nên ở ngoài này nó có một cái khu playground nhỏ cho các cháu chơi. Thì bây giờ đang giờ nghỉ trưa đó, thì các cháu đang chơi, mà tại mình không có quay cho mọi người coi các cháu được. Thì đây là cái khu vực bên hông để mình quay cho các cháu. Cái bên đó là nhà thờ mọi người, mình đang quay cái nhà thờ. Và đây trước mặt mọi người là cái trường gần nhà của Ngân, nó đi gần hơn, mới hơn, hiện đại hơn, nhưng mà giá thì mắc gấp đôi. Cho một tuần 3 buổi, giá là 500 đô. 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nếu như mà mọi người muốn gửi luôn cả 6 ngày một tuần á, thì giá là 1.000 đô. Chỉ có một cái là đẹp hơn, mới hơn thôi mọi người. Ngân rất là hài lòng với cái sự chọn lựa cái trường ở nhà thờ. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này của Ngân. Nếu mà ai thích cái kênh của gia đình Ngân thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video kế tiếp. Bye bye, chào tạm biệt mọi người, bye bye mọi người.